Thân ái xin chào tất cả các bạn, xin chào mọi người. Hôm nay quý vị Sài Gòn Audio giới thiệu đến với các anh em chúng ta những sản phẩm bình dân, những sản phẩm mà chúng ta có thể chơi ở bất cứ chỗ nào, trong bất cứ những cái giới hạn nào của tài chính luôn. Đấy, đây là đôi loa JBL Control CM62. Đôi loa Control JBL CM62 là một đôi loa nhỏ, đôi loa boost sale có chiều cao 40, chiều sâu 28 và chiều rộng là 25. Đôi loa này các bạn dùng để làm loa lời karaoke hay là trong những quán cà phê rất tuyệt vời nha. Và đôi loa này thì các bạn nhìn xem nó cũng rất là hài hòa và rất là đẹp. Phía trước là lưới sắt nè, mình lấy cái lưới sắt ra. Đấy, lưới sắt ra, đôi loa còn mới toanh đấy các bạn, mới thiếu thùng xốp thôi đấy nha, mới lắm. Đây, hai đường tiếng, hai lỗ hơi, một chép và một bách 20, màng giấy viền mốt, đôi loa còn rất đẹp luôn. Và các bạn xem phía sau của nó nha, đây, loa JBL, model của nó là CM62. Hàng rất đẹp, hàng mới toanh các bạn, hàng mới toanh. Và đôi loa này giá ra đi của nó là 2.900.000 đồng, 2.900.000 đồng. Các bạn xem tiếp chiếc loa bên này, mình cũng lấy luôn cái căng ra, lấy căng đây bằng sắt các bạn. Và chiếc loa bên này các bạn xem, một chép, một bách 20 nha. Nói chung đôi loa này thì không cần phải là nói cho nhiều. Đôi loa này thì chơi các phòng nhỏ từ 20m² hay là những quán cà phê, phòng máy lạnh, hay là chúng ta có thể treo lên tường ở nhà làm loa lời trợ lời cho karaoke, rất tuyệt vời. Nó có những cái lỗ để treo loa nè đấy các bạn. Vâng, đôi loa này giá là 2.900.000. Và hôm nay thì quý Nguyễn đang ghép nó với một chiếc âm ly, Bốt 4702, chiếc ly bốt 4702 hay là mã. Và chiếc ly này thì nó có, các bạn thấy có cái ánh sáng là cái đèn của cái đèn nguồn chữ bốt nó sáng hết, tại bình địa điện nó sáng, các bạn ý thấy đấy, nếu như tắt điện thì thấy đấy, nó dạ quang. Và ly này, ly bốt 4702 này thì quyền bán rất nhiều. Còn 4702 2 la mã nó sẽ cao quách hơn con 4702 3 la mã và người ta chuộng hơn. Con này 275 quách và nó có volume cho từng loa, 4 loa các bạn. Ví dụ mình đang mở 2 loa thì mình tắt bớt 2 loa đi và volume tổng nha. Này bách và chép. Và tại vì là mình đang giới thiệu một cái đầu CD nữa, cho nên các bạn có thể xem đầu CD đời nông 1003, đầu CD nông 1003 các bạn nha. Đây, đầu CD đời nông 1003 rất đẹp. Bây giờ chúng ta test cái đầu CD đời nông này nè, để các bạn biết nè. Ví dụ như bây giờ ta tắt đi, rồi cho đĩa ra và cho đĩa vào. Mình nhấc volume lên một tí thì mình xem cái đồng hồ là đấy, là nó bắt ngay là, và mình bấm play các bạn. Đấy, CD rất tốt. Ví dụ mình đang hát bài số 1, mình chuyển qua bài số 6, các bạn thấy nó nháy xong là nó bắt bài đấy. Thế thì mình kiểm tra chất âm của cái bộ cơ của CD như vậy là tốt rồi, ok. Và đây là phía trong máy móc của nó này, rất đẹp. Con này những cái năm trước, cái đây 5 năm nó nằm ở tầm khoảng gần 4 triệu, mà CD bây giờ nó xuống cấp, nó hạ giá, những cái đầu MD nó lên ngôi, cho nên cái đầu này của Nguyễn bán 1.900.000, 1.900.000 nha. Mới tuần con lên 15 watt nè, các bạn nhìn bao mặt của nó đấy, này mới lắm các bạn. Đấy, rồi con này 1.900.000, chiếc âm ly bốt
4702 8 triệu. Và đôi loa control CM62 2.9 triệu. Vâng, bây giờ xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được chất âm của những cái sản phẩm này. Mình tắt cái CD này, mình bỏ một đĩa nhạc có lời đi. Vâng, bỏ một đĩa nhạc có lời vào. Đây, mình test luôn cái cơ của con CD này. Rất ok, bỏ vô là bật ngay, bấm play. Nhưng không ngờ đình đèn chia rẽ xa nhau.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.